Dạ vâng, em chào các bác đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Thì cái buổi tối hôm nay thì em lại mới tiếp tục về được hai cái thùng hàng các bác. Hàng này thì đây, nguyên bản từ Nhật về các bác nhé. Đây, phiếu gửi từ Nhật về các bác này. Đấy, tem cảnh báo là hàng dễ vỡ các bác này. Đấy, thì sau đây em sẽ làm cái video em khui hai cái thùng này ra, xem là ở trong nó có những cái gì các bác nhé. Đây các bác này, đấy, tem của Nhật dán chưa rất chi là nhiều các bác nhé, người Nhật người ta rất là cẩn thận. Đây là cái tem này là tem cảnh báo dễ vỡ này. Đó, em sẽ khui cái thùng hàng ở ngoài này trước đi. Thì các bác cũng thông cảm cho em một cái là các bác xem ấy là để các bác biết là hàng thì em về và là nó là nguồn hàng từ Nhật về các bác nhé. Đấy, ở trong đây thì nó có những cái gì thì sau đây em sẽ khui ra, nhưng mà các bác vui lòng là các bác xem thôi các bác nhé. Các bác giá thì các bác chờ em sẽ lên video và em báo giá chi tiết từng cái mặt hàng một các bác nhé. Đó, tránh cái tình trạng là có rất là nhiều bác là quan tâm đến một cái mặt hàng nhưng mà chờ mãi thì gọi điện cho em hỏi xong rồi chờ mãi thì em không báo giá thì các bác lại buồn. Đó, lần trước thì em có làm video em nói rồi các bác nhé, các bác thông cảm, chờ em lên video chi tiết từng cái mặt hàng một rồi em báo giá. Cái này thì em chỉ làm video để khui thùng thôi các bác nhé, thì bây giờ hiện tại là giá thì em cũng chưa biết đâu. Đấy, bây giờ đây em khui ra xong là em phải tính xem là nó cái mặt hàng, một cái mặt hàng mà vận chuyển từ Nhật về đến tay em mà nó chi phí nó hết bao nhiêu. Đấy, xong rồi lúc đấy thì em mới báo giá cho các bác được, chứ bây giờ thì chưa biết giá các bác nhé. Đấy, đây, đấy các bác này, khui cho các bác xem này. Đấy, tí đến cầm được bố đi. Quay đây. Thì, toàn là báo Nhật các bác. Anh em nó ở bên đấy nó gửi về thì nó rất là cẩn thận. Đây thì nó có một cái chiếc mũ bảo hiểm laser các bác nhé. Này thì cái dòng này thì nó là thương hiệu của Bỉ, size số em chưa biết và giá chưa biết đâu các bác nhé. Đấy, các bác chờ em lên video em báo cụ thể các bác. Giày CD này, hàng mới chưa sử dụng luôn. Giày CD bánh cam ba bô rau bông trang. Đây là một cái mũ bảo hiểm đấy các bạn, chiếc mũ xà cốt. Đây, CD. Một chiếc yên, một chiếc yên physics dòng yên ngựa. Đây là yên nữa sao các bạn. Một chiếc yên xeo le hai với
Đây thì nó có một cái bộ quần áo phải. Một chiếc áo Cát-tơ-li size L. À, không. Có hai cái luôn quá. Một chiếc áo mùa hè và một chiếc áo mùa đông. Trong đây thì chắc là nó là một bộ đĩa đây. Đấy, một cái đĩa. Đĩa 105. Một cái đĩa ngoài. Giày CD các bác ơi, hàng mới luôn. Giày CD tiếp tục có một cái tiên đi. Con tiền cổ graphic 4000. Này là sách vở của những cái đôi giày CD. Tiếp cái thùng này nữa. Thùng này thì nó là một cái cặp bánh cam ba. Một cặp bánh cam ba các bác. Bánh này thì nó còn nguyên cả thùng các bác. Cặp bánh cam ba nó còn nguyên cả thùng luôn các bác nhé. Bánh cam ba này. Đây, thì bật. Cả bánh Kamba Molo Boraucha 50 các bác nhé. Boraucha 50. Thì hôm nay thì đấy em về được hai thùng nữa các bác này. Đây là một cặp bánh Boraucha 50 AC3. Vỏ ruột rời. Boraucha các bác nhá. Nói chung là hàng hôm nay nó về thì cũng không được nhiều lắm các bạn. Cơ bản nhất là được hai cái cặp bánh thôi. Cái kia thì như hàng lẻ. Thì hôm nay thì em mới làm video khui thùng các bác nhé, chưa có giá thôi. Các bác thông cảm là chờ em lên em video, những cái video sau thì em sẽ báo giá chi tiết từng cái mặt hàng một các bác nhé. Rồi em kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.